Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Có bao giờ mà các bạn tự hỏi rằng là không biết mình có phải là một người hấp dẫn không? Và ngày hôm nay thì mình sẽ nói với các bạn rằng là bạn hấp dẫn hơn là bạn nghĩ đấy. Các bạn có biết không, mình từng nghĩ rằng là mình là một người không hề hấp dẫn một chút nào ấy. Bởi vì hồi bé thì mình rất là thích chơi thể thao. Mình chơi bóng bàn này, xong mình chơi đá bóng, mà toàn chơi đá bóng với các bạn nam luôn á. Và nhiều khi con cái không biết việt vị là gì đúng không, nhưng mình biết nhá. Và nói chung là từ bé thì mình cũng cứ có cái cảm giác rằng là bản thân mình là một người không hề thu hút một chút nào ấy. Thế nhưng các bạn biết không, đôi khi cái cách mà chúng ta tự nhìn nhận về bản thân mình ấy rất là khác với cái cách mà mọi người nhìn nhận về bản thân chúng ta ấy. Có thể rằng là sẽ có những cái điểm tốt, những cái nét thu hút ở chúng ta mà người khác nhận ra, mà đôi khi chúng ta không thể nhận ra được điều đó ở bản thân mình ấy. Và nếu như bạn đã ấn vào video này xem và bạn tự hỏi rằng là bạn có thu hút không, thì để mình trả lời cho bạn nhé. Đó là chắc chắn là có, chắc kèo luôn. Và những cái điều mà mình sắp sửa nói dưới đây ấy là những cái điều 100% đã được nghiên cứu rồi nhá. Đã được nghiên cứu tâm lý chỉ ra rồi, không phải là mình bịa đâu. Nên là các bạn có thể yên tâm và tin tưởng vào những điều này. Dấu hiệu đầu tiên cho biết bạn là một người hấp dẫn, đó chính là mọi người thì thường xuyên chú ý đến bạn. Bạn mình bảo với mình rằng là mỗi khi mà bọn mình đi đến trung tâm thương mại hay là đi ăn ở một nhà hàng nào đó ấy, thì sẽ thấy rằng là sẽ có những cái ánh mắt hướng về phía bọn mình ấy. Và có bao giờ bạn nhận ra rằng là khi bạn xuất hiện ở một quán cà phê hay ở một quán ăn nào đó ấy, bạn cũng có nhận được sự chú ý không? Hoặc rằng là có những người bạn mới gặp lần đầu nhưng mà đã biết bạn, hoặc là có những người bạn nhớ những cái điều nhỏ nhặt mà bạn nói ấy. Nếu câu trả lời là có thì điều đó có nghĩa rằng là bạn rất là hấp dẫn đấy. Bởi vì một người càng hấp dẫn ấy thì mọi người sẽ càng thích chú ý đến họ hơn. Và dấu hiệu thứ hai cho biết bạn là một người hấp dẫn, đó chính là những người lạ ấy thì thường có xu hướng giúp đỡ bạn. Khi mà bạn nhận được cái sự giúp đỡ từ người lạ ấy, thì bạn có thể nghĩ rằng là có thể họ là một người tốt bụng, hoặc có thể là họ muốn làm quen với bạn. Nhưng mà thực tế thì có thể chẳng điều gì trong số điều này là đúng hẳn. Với mình ấy thì cái dấu hiệu này khá là đúng. Bạn mình ấy khi mà nó đi chơi hay đi du lịch với mình ấy thì nó nhận ra rằng là mình khá là hay nhận được những cái sự giúp đỡ của người lạ. Chỉ là những cái việc rất là nhỏ như là giúp mình bê đồ này, hoặc là nhường mình đi lên trước, hoặc đơn giản chỉ là chỉ dẫn mình một cái gì đó thôi ấy. Và thực sự chỉ là những người lạ thôi, nhưng mà mình thực sự rất là biết ơn họ khi mà họ đã giúp đỡ mình. Và nếu như bạn nhận ra rằng là bạn cũng thường xuyên nhận được những cái nụ cười thân thiện từ những người lạ, hoặc là nhận được những cái sự giúp đỡ của những người lạ ở nơi công cộng chỉ là những cái điều nhỏ nhặt thôi, thì đó cũng là một dấu hiệu để cho biết rằng là bạn là một người rất là hấp dẫn đấy. Rồi dấu hiệu thứ ba cho biết bạn hấp dẫn hơn bạn nghĩ, đó chính là mọi người thì thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào bạn. Có thể rằng là bạn là một người hướng nội, bạn không thích nói chuyện nhiều và thích ở không gian riêng một mình thôi. Nhưng mà bạn vẫn có thể bắt gặp được những cái ánh mắt mà nhìn bạn nhiều hơn một giây. Có thể thì rằng là họ chú ý đến gương mặt, đến phụ kiện, đến quần áo hay là đến vóc dáng của bạn. Hoặc thậm chí có nhiều người còn kiểu nhìn bạn liên tục từ bàn bên cạnh cơ. Hoặc là đôi khi thì bạn bắt gặp một người đang nhìn bạn, nhưng mà khi mà bạn quay ra nhìn họ thì họ lại kiểu lơ ánh mắt của mình đi ấy. Trừ phi trong trường hợp đen là bạn đang bị theo dõi, còn nếu như không phải ấy, thì điều này chứng tỏ rằng là bạn là một người rất là hấp dẫn đấy. Và bạn còn hấp dẫn hơn những cái điều mà bạn nghĩ rất là nhiều. Rồi dấu hiệu thứ tư đó chính là mọi người thì thường thích ở bên cạnh bạn. Bạn biết đấy, bởi vì bạn rất là thu hút nên là mọi người thì thường thích ở bên cạnh bạn mà. Vài người ấy thì còn tìm lý do để có thể gặp bạn nhiều hơn. Hoặc khi bạn sang lớp khác hay là sang căn phòng khác thì họ cũng muốn đi theo bạn ấy. Bạn cũng có thể thấy rằng họ rất chăm tương tác với bạn trên mạng xã hội, chăm like ảnh, chăm thả tim này, hoặc là còn chăm rủ rê bạn đi chơi nữa. Thì đương nhiên rồi, đây cũng sẽ là một cái dấu hiệu cho biết rằng là bạn hấp dẫn hơn là bạn nghĩ rất nhiều đấy. Rồi dấu hiệu thứ năm đó chính là mọi người thường tìm đến bạn để xin những cái lời khuyên về ăn mặc, về làm đẹp. Mình tin rằng là đây là một trong những cái dấu hiệu để cho biết bạn là một người thu hút, một người hấp dẫn rất là rõ ấy. Đó chính là mọi người thì thường xuyên tìm đến bạn để hỏi, xin những cái kinh nghiệm về việc ăn mặc, về việc làm đẹp của bạn này, hoặc thậm chí là những cái lời khuyên về việc hẹn hò nữa. Họ tìm đến bạn để xin lời khuyên bởi vì họ cảm thấy rằng là bạn là một người có gu ăn mặc, và bạn biết chăm chút bản thân, và thêm nữa là bạn là một người có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương. Và đương nhiên rồi, họ thực sự phải thấy bạn rất là tốt trong những việc này thì họ mới tìm đến bạn để tìm lời khuyên chứ. Và mình cũng là một người cũng được khá nhiều người hỏi về kinh nghiệm yêu đương, tại vì mình hay chia sẻ với mọi người về những điều đấy mà. Và đương nhiên về kinh nghiệm làm đẹp nữa. Và mình là một ví dụ, trước đây thì mình không đẹp, mình phải dùng từ là xấu luôn á. Thế nhưng mà từ khi mà mình giảm cân thành công ấy,
thì mình đã cảm thấy rằng là mình đẹp lên được 1 tỷ lần luôn ấy. Và team mình đi chỉ cần các bạn giảm cân thành công thôi, các bạn chắc chắn đẹp lên 1 tỷ lần. Nếu như các bạn đã dùng rất là nhiều cách để giảm cân mà vẫn không thành công ấy, thì có thể dùng thử Coffee Idol Slim nhá. Đây ấy, chính là sản phẩm chân ái của mình. Mình đã giảm cân thành công với nó. Và cũng có rất nhiều bạn đã nhắn tin cho mình ấy qua Instagram của mình, phuongthao.zoe. Và mình cũng đã giúp được rất là nhiều bạn giảm cân thành công. Và có bạn còn có cả người yêu nữa cơ. Tức là nếu như các bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề giảm cân ấy, thì đừng ngại nhắn tin cho mình nhá. Mình rất vui khi được giúp đỡ các bạn, và mình sẽ cố gắng trả lời hết tin nhắn nhá. Rồi chúng ta sẽ đến với điều thứ 6. Dấu hiệu thứ 6 của việc bạn là một người hấp dẫn hơn bạn nghĩ ấy, đó chính là có một vài người ấy, thì luôn luôn cố gắng hạ thấp bạn. Nếu mà bạn cảm thấy rằng là có một vài người ấy thì luôn luôn nói xấu sau lưng bạn, hay là luôn luôn lan truyền những cái tin đồn thất thiệt, tin đồn không đúng về bạn ấy, thì rất có một khả năng đó là họ biết rằng là mọi người cảm thấy bạn thu hút, và có thể là họ cũng thấy vậy. Và cái điều đó khiến họ cảm thấy khó chịu và khiến họ cảm thấy ghen tị ấy. Kiểu như những cái lời nói xấu chê bai như kiểu "tao thấy con kia xấu lắm, đã da đen, đã lùn lại còn béo". Hoặc là những cái tin đồn thất thiệt về tính cách rằng là "con đấy lẳng lơ lắm, yêu hết thằng này đến thằng khác". Kiểu như vậy thì có thể rằng là họ đang cố gắng hạ thấp bạn để có thể làm bạn mất đi cái sự tự tin ấy. Dù đôi khi thì bạn chẳng làm gì đụng đến họ, và thậm chí là có khi bạn còn chẳng biết họ là ai luôn á. Nhưng mà có thể là trong thâm tâm của họ ấy, thì họ rất là ngưỡng mộ bạn và họ rất là muốn được giống bạn. Nhưng mà vì họ quá là ghen tị ấy, thế nên là họ mới cố gắng hạ thấp bạn xuống. Ok, như vậy là mình đã nói với bạn 6 dấu hiệu để cho biết bạn hấp dẫn hơn là bạn nghĩ nhá. Không biết là các bạn cảm thấy rằng là mình có bao nhiêu những cái dấu hiệu trong 6 dấu hiệu mà mình vừa nói ở trên. Mà thực ra kể cả không cần bất kỳ những cái dấu hiệu nào mà mình nói ở trên ấy, thì mỗi chúng ta các bạn đều có những cái điểm hấp dẫn rất là riêng. Mà đến một ngày nào đó có một người sẽ nói cho các bạn biết điều đó. Và hôm nay là mình muốn nói với các bạn, đó chính là bạn hấp dẫn và bạn thu hút hơn những cái điều mà bạn nghĩ về bản thân mình rất là nhiều. Nên là một điều quan trọng đó là hãy tự tin lên nhá. Và đương nhiên để bắt đầu thu hút và để bắt đầu hấp dẫn người khác ấy, thì mỗi ngày chúng ta hãy nhắc nhở với bản thân mình rằng là mình đẹp, mình thông minh, mình thu hút, thì dần dần mọi người cũng sẽ thấy bạn như thế ấy. Ok, như vậy là video ngày hôm nay đến đây là hết nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhé. Và hãy kết nối với mình qua Facebook của mình, Trần Minh Phương Thảo, và Insta của mình, phuongthao.zoe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!